đi lên phía bên trái nữa kìa. Nào ông định cầm súng định bắn ai? Nào cầu sắp vào liệu đi rồi. Ông định chơi ai? Định chơi ai bạn đây? Định chơi ai bạn đây? Bạn chạy đâu? Bạn chạy đâu? Ui rồi ôi quá là đẹp luôn. Vậy là đội bạn bây giờ chỉ còn một thi đi cuối thôi đúng không? Ok đi tìm vị trí thi đi cuối rồi. Ô chết rồi, chết rồi. Ô hình như con thằng nó sử dụng bộ hồi phục hay sao ấy, đúng không? Ui mẹ cả đái luôn mẹ. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của mình nhá. Thì mình xin chúc cho mọi người khi mà xem clip của mình ấy có một ngày mới thiệt là vui vẻ nhé mọi người. Và ok, ở cái video này thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục là leo danh trên cái chế độ tử chiến là như bình thường thôi mọi người nhá. Và lần này ấy, thì mình sẽ mua những cái trang bị như kiểu lựu đạn này, lựu khói này để chúng ta có thể là chấp kẻ địch trước mặt nhá mọi người. Thì chúng ta sẽ sử dụng những cái trang bị lựu đạn này làm sao gọi là cho gọi là kẻ địch của đàn nổ tung đít luôn các bạn ạ. Đếm phiết, ui sợ quá phải ban nó thôi. Ấy. Thì hiện tại các bạn thấy là team mình gọi là nổ súng to như giang lạc luôn này. Còn mình thì các bạn sẽ thắc mắc là tại sao là mình vẫn chưa dâng lên đúng không? Thì đơn giản thôi, là bởi vì tôi đang có mua một cái quả lựu đạn này. Thì tôi sẽ đợi cho bọn này khi nào tụ tập hết vòng chỗ này, sau đấy chúng ta sẽ cho chúng nó nổ tung đít luôn các bạn ạ. Ơ nhưng mà có vẻ như trong cái ván đấu thì mọi người thấy là team của bạn đang nốc hết rồi. Anh à, ơi vừa mới cứu nhau, đây hai thiên nhiên dâng đây. À mày đang rơi và có vẻ như thiên nhiên đang quyết định là dâng lên phía trên để chơi mình một người ạ. Là quả lựu đạn ông này trước này, mày đây solo này, thằng này nữa mày đây, mày ra đây. Ok nhá, quá là đơn giản luôn. Vậy là chúng ta đã có được hai mạng ngục ngay từ cái ván đấu đầu tiên rồi mọi người ạ. Em thấy easy không? Quá là đơn giản luôn. Và nếu như các bạn thấy video mình hay ấy, thì các bạn đừng quên để lại giúp mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube và đừng quên bấm chuông để có thể là đón xem những video mới nhất từ mình mọi người nhá. Ok, và bây giờ thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục là mua những cái trang bị như kiểu là lựu đạn với cả lựu khó thôi các bạn nhá. Và bây giờ đến cái ván đấu thứ hai rồi thì các bạn sẽ xem là chúng ta sẽ làm gì ở trong ván đấu này mọi người nhá. Nào đây bây giờ là chúng ta đã mua sẵn cho mình là hai quả lựu đạn này với cả cái bộ hồi phục rồi mọi người ạ. Thì bây giờ là mình sẽ kiếm cho mình một cái vị trí núp cho là an toàn đi một tí. Bởi vì mọi người biết đấy là khi mà đấy cái ván đấu thứ hai là gọi là kẻ địch đã mua được hết các trang bị như kiểu là súng tiểu liên này, súng trường các thứ rồi, thì chúng ta không thể làm mà tiếp cận tầm gần để có thể đấm tay được chúng nó được đúng không? Tất nhiên là chúng nó phải biết chúng nó nhảy lên để chúng nó gọi là né những quả đấm tay của mình chứ. Chứ chẳng có thằng nào ngu mà suốt ngày bị ăn đấm tay của mình cả đúng không các bạn? Hợp lý không? Quá hợp lý thôi chứ cái gì nữa. Dạ, em thấy thủ thuật đi ở trên tường ảo không? Quá ảo luôn, ảo túc chảo luôn các bạn ạ. Mình sẽ lên phía trên này. Đó, đây thử chạy lên. Ô chết rồi, dỡ rồi, cày thế nhỉ. Đang tính chạy lên phía trên. Ok, vậy chúng ta đã thấy được hai thiên nhiên ở ngay trước mặt mình rồi. Và bây giờ mình sẽ sử dụng cái quả lựu đầu tiên nhá. Thế cho mọi người coi này. Mày chạy đâu? Nào, mày chạy đâu khỏi nắng. Rồi, quá là đơn giản luôn. Và chúng ta đã có được một thiên nhiên đã bị hạ ngục bởi cái trang bị lựu đạn của mình rồi. Và bây giờ đội bạn còn hai thiên nhiên nữa đúng không? Từ từ để tôi dành, còn là bây giờ tôi sẽ dâng lên phía bên ngoài luôn nhá. Một thằng nó chỉ ở phía bên ngoài thôi. Đây rồi, thế biết rồi. Đó, ăn quả lựu đạn tiếp của tôi đi. Quả này thì ông có mà chạy đằng trời ông ơi. Mày chạy. Đâu rồi ôi. Quá là đơn giản luôn. Hai ván đấu gọi là hai ván đấu chiến thắng. Quá là đơn giản luôn các bạn ạ. Các bạn thấy easy không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cái ván đấu thứ ba nhá. Thì mình vẫn sẽ mua những cái trang bị như cũ thôi, để trang bị lựu đạn với cả lựu khói này. Đấy, em thấy chơi theo cái lối này chơi nó dị không? Dị vẽ trưởng luôn. Trong khi là đồng đội của mình với cả những cái kẻ địch kia ấy thì sử dụng hết những cái trang bị như kiểu là súng trường này, súng tiểu liên các thứ này. Còn mỗi mình ấy thì mình chỉ sử dụng lựu đạn thôi. Ôi chết rồi, toang rồi. Tôi quên mất là lựu đạn nó bị giới hạn, thế là tôi sử dụng bố mất quả rồi, xong rồi. Toang, tờ quang, toang rồi em ơi. Không biết là trận này có thắng được hay không nữa. Mong là cầu trời phù hộ được các em ơi. Nào lên đi các bạn ơi. Các bạn chần chừ gì nữa? Các bạn làm cái bia đỡ đạn cho mình đi. Mình chỉ đợi gọi là chúng nó tụ hết vào một chỗ mình câu lựu thôi. Việc của mình là việc nhẹ lưng cao của các bạn ấy, là gọi là cứ lên đi như những con tốt của thí mạng các bạn ạ. Đấy. Còn lại là hậu sự ở phía sau là mình lo hết rồi. Cái bọn này mãi không chịu lên, buồn cười nhỉ. Mấy thằng này cứ lo ra lo dòm không biết kiểu thẹn thùng kiểu gì nữa. Đúng rồi, vậy là đội tôi đã một thanh niên đốc rồi nhá. Ui rồi hai thanh niên luôn, căng vãi trưởng luôn. Đội bạn thì đang có hai thằng. Ôi sao rồi. Bọn này có vẻ như là đã biết được cái vị trí mình rồi. Mặc dù là mình đã câu cái lựu khói để gọi là tung khỏa bù nhưng có vẻ không thành công em ạ. Rồi chúng ta sẽ câu lựu đạn nhá. Có mạng không? Có mạng không? Không có mạng, thua xong rồi. Thôi đập tay. Mày ra đây. Mày đây. Ơ có lợn này mày đây. Ơi, mày chạy đâu bạn ơi? Chạy đâu. Đừng yên nào. Rồi ra đây solo mình. Ra đây solo. Một phát nữa thôi xong rồi. A à, đau. Mẹ vãi cả đái luôn. Chích nhanh mày ra gỡ được. Ui rồi xong rồi. Cày thế nhỉ. Vãi cả trưởng luôn, còn đúng mỗi mình tôi. Đúng là game khó vãi đái luôn đây em ạ. Rồi, trong cái tình thế bắt buộc đấy thì chúng ta không thể làm líu kéo được rồi mọi người ạ. Không sao, bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cái ván đấu thứ tư mọi người nhá. Thì chúng ta vẫn sẽ mua những cái trang bị như bình thường thôi. Đấy là mua lựu đạn với cả lựu khói này. Đấy. Quá ổn đúng không các bạn?
Và tất nhiên rồi, lần này chúng ta vẫn là rút kinh nghiệm nhá, không thể là mà dâng lên phía trước được nữa đâu. Ta chỉ có thể là ở hậu phương ở phía đằng sau thôi. Chứ nếu mà bây giờ các bạn bảo mình ấy, giờ chúng nó cầm sổ căn bắn tầm gần này, xong cầm tiệm lên 1-10, xong AK bắn tầm xa nữa thì gọi là đấm tay 10 phát đấm tay, tay mình phải dài ngang với cả Luffy thì bay ra mới đấm được bọn này anh em ạ. Ok, vậy là bây giờ ấy thì mình đang kiếm cho mình cái vị trí núp ở sau phía hàng rào này. Đấy, đây là một cái vị trí khá là ổn luôn. Thì trong cái lúc đấy thì có vẻ như những cái người đồng đội của mình đã quyết định là đi chung với nhau và hình như là đang nhảy ở trên mái nhà hay sao ấy. Một cái vị trí gọi là cắm bắn khá là tốt. Còn đội bạn thì vẫn chưa thấy bất kỳ thi đấu nào nổ súng cả. Mọi người có thể thấy ra trong trận đấu này có một cái không gian khá là yên tĩnh. Và chúng ta đã nghe tiếng súng rồi, nhưng mà vẫn chưa thấy cái vị trí của kẻ địch nào gọi là xuất đầu lộ diện ra cả. À, không khéo là gọi là team tôi vừa nổ súng ấy. À đây ơi, đã thấy được một thi điên và đội bạn đã bị nốc một thi điên rồi. Ui giời, bị hạ gục luôn rồi ấy, bạn nhanh vãi chảy ra luôn. Rồi, thanh niên số 2 kìa, còn đúng quặng máu kìa. Không khác gì gọi là cái ông ở team bên kia. Nào, câu cho ông cái quả lựu khói này, ngồi đấy mà tha hồ bơm máu nhá. Đấy, mày không thấy gì chưa? Làm gì có đồng đội quả, làm gì có đồng đội như ai mà tốt như tôi được đúng không? Còn là thấy đồng đội yêu máu cái câu quả lựu khói lên cho tha hồ mà cuốn. Đâu rồi, địch đâu rồi? À đây ơi, tôi nghe thấy vị trí tiếng súng của địch khá là gần cái vị trí này. Ui, vãi trưởng vẫn còn một ông phía sau nữa. Tầm này vẫn chưa chạy bò, mẹ cái thằng này củ nhây vãi trưởng ra luôn đấy. Cái thằng này chả có tinh thần tiếng bốt, chả có tinh thần đồng đội gì cả. Giống yệt mình đặc xét mình luôn anh em ạ. Vãi cả lồn. Nào nào, bây giờ thấy một thi này, mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Ui dồi ôi, vẫn còn một thằng nữa kìa. Ra cô lưu, mày chạy đâu? Ui dồi ôi, tao bật cái vàng bảo vệ cho đồ. Ra đập tay. Nào đừng có để anh động tay động chân nha em ơi. Giời ơi, ui định chích tua. Ui phải trả chữ, định chích trước mặt mình luôn. Sợ thế nhỉ. Cái thanh niên này gọi là gan liều thật đấy. Đã nhìn thấy mình trước mặt rồi vẫn cố gắng chích được. Còn đến lại bố luôn rồi đấy. Ok, vậy là đội bạn bây giờ chỉ còn duy nhất vào thanh niên cuối thôi đúng không? Mẹ thằng cuối cùng không biết nó đang chạy ở chỗ nào nhỉ. Từ để tôi nhảy lên cái lốp xe có vị trí tầm nhìn tốt hơn nhá. Đây rồi, thế bây giờ bây chúng ta sẽ câu liệu để gọi là kết liễu đi đến cuối cùng này luôn nhá. Nào, ông mua cái bộ hồi phục đúng không? Mua cái bộ hồi phục vai trưởng luôn. Bạn ấy đang nghe là tôi ăn rồi gọi là chậm, nhưng gọi là nhanh thêm có vài giây nữa thôi là tôi chắc chắn là ăn được cái bạn đấy rồi đấy, mấy ông đen vãi cả đái luôn. Thôi không sao, thua keo này ta bày keo khác, có gì đâu mà lo đúng không mọi người? Đúng rồi, bây giờ chúng ta đã sang với cả cái vòng đấu tiếp theo rồi thì mình vẫn sẽ mua những cái trang bị gọi là lựu đạn bom keo thứ như bình thường mọi người nhá. Và tất nhiên là không thể làm mà thiếu cái trang bị đấy là bộ hồi phục được. Thì ví dụ như kiểu chúng ta bị bắn đốc ấy, chúng ta còn có thể là sử dụng cái bộ hồi phục này để chúng ta có thể là lật keo được. Ok, chúng ta đã vào game rồi. Ô, có mỗi thằng kia nó chạy lên thôi em ạ. À đây. À đúng rồi, có mỗi ông kia ông chạy lên. Còn lại ba thằng cù nhây nó là ở dưới nhà. Mình nghĩ đến 90% mà thằng kia nó sẽ là cái thằng bị hạ gục đầu tiên anh em ạ. Anh em tin không? Chúng ta chờ đợi nha. Mình nói là chỉ có chuẩn thôi. À mà quan sao mình lại chạy lối này nhỉ? Phải chạy lên trên chứ. Mình phải là cái hậu phương vững chắc chứ. Đấy, em thấy gì đó tôi nói chỉ có chuẩn thôi mà. Vẽ thao lao dâng trước cái thằng ấy chết chắc luôn. Úi rồi, vãi trưởng luôn, ông kia nối đuôi luôn rồi kìa. Vãi trưởng luôn. Thôi xong rồi, trong trận đấu này chỉ còn mỗi mình với cả cái bà kia thôi. Thôi xong rồi, cái cổ nợ này. Thì cái bà kia trông kiểu ngu ngao ngu ngơ kiểu gì ấy. Mà tôi không mua súng cơ, mà chỉ có lựu đạn với cả bom keo đây, với cả lựu khói đây, không biết là có gỡ được hay không anh em ạ. Ui vãi trưởng luôn, hai thi điên đội bạn đang dâng lên kìa. À bên chúng ta cho quả lựu khói ấy tục phả mù lên. Chờ đợi nhá, em nhìn này, mình thể hiện này. Nào, chúng mày ra đây, chúng mày ra đây, chúng không chúng một thi điên nốc luôn. Úi dồi ôi, một thi điên phía bên trái nữa kìa. Nào ông định cầm súng định bắn ai? Nào cầu sắc quả lựu đi rồi. Ông định chơi ai? Định chơi ai bạn đây? Bạn chạy đâu? Bạn chạy đâu? Úi dồi ôi, quá là đẹp luôn. Vậy là đội bạn bây giờ chỉ còn một thi điên cuối thôi đúng không? Ok, đi tìm vị trí thi điên cuối rồi. Ô, chết rồi. Ô, hình như có thằng nó sử dụng bộ hồi phục hay sao ấy, đúng không? Ôi mẹ cả đái luôn, mẹ thằng này nó sử dụng bộ hồi phục anh em ơi. Rồi toàn mẹ rồi, toàn rồi, đủ má này, nó cay thế. Đã hàng một thi điên rồi, mẹ có thể ngờ được ông này vẫn còn cái bộ hồi phục nữa em ạ. Đen vãi chảy ra luôn. Mẹ không có đấy là huy, chúng ta huy chắc rồi đấy. Cày thật. Thôi không sao, bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cái vận đấu quyết định. Trong với cả cái trận đấu này thì chúng ta sẽ gọi là không chơi lựu đạn với cả lựu khói nữa. Chơi như thế có mà gọi là thua tàu hoang tàng luôn em ạ. Đấy là này, mình quyết định là chơi cái khẩu súng tự lên MP10 và mua thật là nhiều đấm cho đồng đội. Đấy, trước khi chúng ta đi săn mạng thì chúng ta ngồi đây gọi là tấu hài một tí mọi người nhá. Sời, ui dồi, anh em thấy nấm ảo không? Nấm mặc xuyên qua người mình luôn. Thế mà vẫn gọi là tồn tại được, ảo thật đấy. Thôi được rồi, di chuyển khỏi cái khu vực này thôi. Cứ ngồi đây tấu hài mãi là chả làm cái gì. À, đây chúng ta đã thấy một thiên nhiên làm chạy đâu. Mày chạy đâu khỏi nắng, mày chạy đi. Ui dồi ôi, căng thế bạn ơi. Bạn làm gì tớ đấy, trời ơi bạn ơi. Bạn đi chơi tớ, không có cửa đâu bạn nhá. Xin lỗi bạn đi. Ok, chúng ta cuốn bóng thế này nữa nhá. Má ngon luôn, tưởng thiên nhiên thế nào? Thì tưởng gì hóa ra dị tường mọi người ạ.
Đó, à, vãi cả chữ luôn, mẹ cho mày, mày sử dụng cái bộ hồi phục là con lợn này, con lợn nhựa này. Không để ý cá là chứ gì thằng này đó là tí nữa là nó sợ hồ sồ ra nó bắn mình đấy. Sợ vãi đái rồi đấy các bạn. Ui ông này gọi là trùm lựu đạn với cả bom keo luôn. Mà không kéo thằng này nãy giờ nó đi lút đổ của mình em ạ. Cay vãi chưởng luôn. Ôi không sao. Vậy là hiện tại là vị trí đội bạn ấy là chỉ còn một duy nhất vào thế giới cuối thôi đúng không? Thế chúng ta gọi tha hồ dâng lên rồi. 4-1 không cho thì cũng què thôi. Chứ thằng ấy cuối sống làm sao được, đi gọi là một mình cân 4 gọi là hai lại à. Không có chuyện đấy đâu các bạn ạ. Mình tin chắc là trường hợp đấy sẽ không mà xảy ra. Ok và đội mình đã có một thi đến đốc rồi. Mình nghĩ là ông này bị hạ gục ở cái vòng bo. Không biết là thi cuối cùng của chúng ta đâu nhỉ. Được rồi. Ui bắt đầu nổ súng à. Thấy địch à. Ôi chúng ta mừng rồi. Đấy các bạn thấy gì chưa. Sợ. Tôi tiên đoán biết cây chúng ta thắng này. Không bị đạn mừng trước luôn. Ok và nếu như các bạn thấy video mình hay thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube và đừng quên bấm chuông để có thể đón xem những video mới nhất từ mình mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều.